dự thảo lần này thì đã nói rõ là luật đất quy hoạch đất đai có 3 cấp: cấp quốc gia, cấp tỉnh và cấp huyện. Và đã nói đến cấp huyện thì có nghĩa là sẽ quy hoạch thì toàn bộ cấp xã nếu nói đến cấp huyện. Thì như vậy ba cấp này thì nó có mấy vấn đề. Thứ nhất là có vấn đề là chỉ trong luật cũng đã thể hiện rất rõ, ranh giới thứ nhất là ranh giới bảo tồn bảo vệ, nó liên quan đến an ninh quốc phòng, liên quan đến cả các chỉ tiêu mà chúng ta phải quy định như là đất lúa để bảo vệ, liên quan đến các khu bảo tồn và các danh lam văn hóa di sản thiên nhiên. Khu vực này là chúng ta gọi là quy hoạch cứng, ranh giới cứng. Và hiện nay chúng tôi sẽ tiếp thu là làm rõ hơn trong các khu bảo tồn, các vùng lõi như đại biểu đã nêu, chúng tôi thấy rất đúng. Và như vậy thì cái việc mà quy định như này ấy, thì cái quy hoạch chúng ta sẽ có những cái mà chúng ta phải giữ gìn và bảo vệ và phải quy cứng. Thứ hai là chúng ta quy hoạch ổn định là những khu dân cư đã phát triển, đã gần như là triển khai xong, thì những khu vực này chúng ta chỉ có hoặc là điều chỉnh quy hoạch hoàn thiện thôi, thì chúng ta không thể là đưa các cái quy hoạch mới vào đây. Khu vực 3 là khu vực chuyển từ đất rừng và đất lúa, hiện nay quốc hội đã cho trên 330.000 ha ấy, thì khu vực này sẽ là khu vực mà phát triển theo quy hoạch và theo cái tín hiệu của thị trường và theo thị trường, và theo thị trường sẽ tính toán. Thì cái tính toán thị trường như vậy thì nó có một câu chuyện là như vậy, thì vấn đề quy hoạch và kế hoạch chủ đất thì chúng tôi cũng thấy rằng là nếu bây giờ cái chủ đất thì nó chưa thể thông ra được. Thực tế cái quy hoạch về xây dựng và quy hoạch về giao thông ấy, thì nó hết sức quan trọng với đất đai, nên cái mà hiện nay kết nối đồng bộ liên thông ấy, là đã đưa vào là quy hoạch chủ đất cùng với quy hoạch xây dựng đô thị vùng nông thôn, quy hoạch giao thông, nó trở thành một cái bộ mà đi với nhau tương tác và để tạo ra những cái chặt chẽ rồi là hiệu quả lẫn nhau đấy, thì hiện nay trong luật này đã thể chế hóa. Và như vậy thì cái việc mà phân lô bán nền ở đây ấy, thì đúng là cái chính sách hiện nay thì quan điểm của ban soạn thảo là phải có quy hoạch, và ở đây là phải có quy hoạch xây dựng đồng bộ và phải có quy hoạch 1/500 chi tiết thì chúng ta mới cho triển khai các cái dự án hoặc là triển khai các cái chuyển đổi mục đích. Còn khi không có quy hoạch 1/500 thì có nghĩa là sự chuyển đổi mục đích ở đây là chúng ta không tính toán được đầy đủ các cái giá trị của đất đai và các trách nhiệm nghĩa vụ của người chủ đất. Đương nhiên đối với khu vực nông thôn hiện nay thì đúng là cái việc mà hiện nay có những cái nhu cầu rất là thực tiễn, thì chúng tôi đang phân biệt có khả năng là những ở khu vực nông thôn, khu vực đất đang ở ổn định dân cư đúng không, thì chúng ta cũng có thể là cho phép trên cơ sở phù hợp quy hoạch thì cái điều kiện tiêu chí để mà tách thửa, tách lô, nhưng mà phải chống được là phân lô bán nền. Cái điều này chúng ta phải làm được bốn phương pháp và không bao giờ sai, khẳng định đấy là bốn phương pháp công nghệ thế giới, và tiêu chí để lựa chọn đó là có và đã được luật định. Nhưng cái quan trọng nhất là các cái giá thị trường là chúng ta có. Cái thứ nhất là giá sơ cấp là nhà nước giao đất thì cũng chủ yếu không đấu thầu đấu giá từ trước nay, chủ yếu là giao không thu tiền và định giá thôi, giao và tính giá theo bảng, thì đây là một cái bất cập rất lớn. Và cái việc mà tính toán thu thuế trên đồng đầu thì làm cho người dân không bao giờ khai thác cái này. Và chính vì vậy nên là bây giờ cái lớn nhất và phương pháp mới nhất đó là phương pháp định giá theo vùng giá trị xác định các cửa đất chuẩn. Tất nhiên nó có phương pháp thế giới đã, hiện nay trên thế giới người ta làm được, khi và chỉ khi mà chúng ta có bản đồ về địa chính số và chúng ta thiết lập được cái mạng lưới và thu được những cái thông tin về giá đất hàng ngày và chuẩn, thì trong luật chúng tôi đã chế định là người dân thì phải trách nhiệm thế nào và quy định là phải giao dịch thế nào, nhà nước phải giao đất theo thị trường là đấu thầu đấu giá thế nào. Thì nếu chúng ta làm điều này mà có dữ liệu và thực hiện toàn bộ dịch vụ đất đai thế này thì chúng tôi dự báo là khoảng 5 năm thì có khả năng thực hiện được. Tất nhiên hiện nay nếu có Sở Tài chính, Sở Tài nguyên trường thì Thành phố Hồ Chí Minh và Hà Nội đang làm việc này rồi, thực tế đã làm được. Chúng ta hoàn toàn có phương pháp và chúng ta hoàn toàn có thể thu thập được. Tất nhiên là phải chế định để làm sao cái thông tin này nó chính xác, thì tôi xin được báo cáo như vậy để thấy rằng là cái quan trọng nhất là cái giá đất này không được mang cái chính chủ quan, và mọi cái phương pháp làm nó phải phương pháp về thống kê toán học, thứ ba nó độc lập với những người định giá. Thế còn lại bây giờ thì chúng ta cũng cần hội đồng, cần cơ quan tư vấn, sau này chúng ta cũng cần hội đồng cơ quan tư vấn, nhưng mà tất cả vấn đề này là sẽ có phần mềm do Bộ Tài nguyên Môi trường chúng tôi sẽ cùng với các cái chuyên gia định giá quốc tế sẽ đưa ra.
Và như vậy thì cái giá của các cái thị trường ở đây không phải một giá mang tính chất lý trí chúng ta, mà giá thị trường có nghĩa là toàn bộ cái hệ thống mà chúng ta thu thập được trên các thửa đất chuẩn và ở các cái vùng định giá trị mà chúng ta sẽ quy định, tức là có thể không cần đến 1 triệu thửa đất chuẩn nhưng có thể cần đến khoảng 300 nghìn hoặc là bao nhiêu đấy cái thửa đất chuẩn, thì chúng ta hoàn toàn có thể quy đổi và thông qua công tác thống kê thì chúng ta sẽ tìm ra những cái giá trị mà mang tính chất là thể hiện cái tính ổn định tương đối của thị trường. Còn thực tế mà nói, chúng ta không thể có được một cái giá thị trường thứ nhất.